Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cách mình đưa cái chi tiết mình đã thiết kế vào trong môi trường tách khuôn, môi trường Mol Cavity của Real Parametric 3.0. Thì việc đầu tiên các bạn phải có chi tiết mẫu trước, nghĩa là phải thiết kế chi tiết này trước. Thì đối với những chi tiết về nhựa thì các bạn phải tuân thủ theo những số quy tắc mình thiết kế, ví dụ như những góc này mình bo lại này đó, mình có thể tạo những cái mẫu. Thì việc đầu tiên là các bạn có được cái chi tiết và để vào giao môi trường tách khuôn, các bạn vào đây new, các bạn chọn manufacturing, mình bỏ dấu này đi, mình chọn mol cavity, các bạn có thể đặt tên lại đây, đặt tên lại, sau các bạn click ok, mình chọn đơn vị làm việc, mình ok. Sau khi các bạn chọn xong thì đây là giao diện, thì ở phần bài 1 mình đã giới thiệu các bạn về giao diện của môi trường tách khuôn này rồi. Đây là hướng 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 mở khuôn. Thì để đưa được cái chi tiết vào thì các bạn click vào đây, reference model. Ở đây có 3 tùy chọn cho các bạn chọn. Tùy chọn thứ nhất là cái tùy chọn local, cho phép các bạn bài trí chi tiết tham chiếu có sẵn, các bạn click vào đây. Rồi mình click vào cái chi tiết mình cần đưa vào đây ví dụ monitor. Đây mình click vào đây, ok, open lên. Thì khi các bạn click, nó sẽ hiện ra các bạn thông báo cho này cho bạn. Hiện ra. Thì thông thường chúng ta sẽ chọn cái tùy chọn này bởi vì chi tiết thường được thiết kế trước khi ta tách khuôn. Đó tức nghĩa mình có sẵn chi tiết rồi thì mình đưa vào đây, tùy chọn này. Và trong cái local reference này nó xuất hiện các menu, ví dụ như open đấy, thì các bạn open lên rồi thì nó sẽ xuất hiện cái ô đồ là mẹt by reference, được chưa? Thì đây các bạn mẹt by reference đây cho phép là mình cái module model tham chiếu độc lập so với chi tiết, tức nghĩa là các bạn đưa vào đây rồi thì chi tiết trong đây nó độc lập so với cái chi tiết bên ngoài, nghĩa bạn chỉnh sửa trong đây thì nó không ảnh hưởng tới bên ngoài. Thì khi bạn thay đổi á thì nó không ảnh hưởng. Rồi còn đối với chế độ Stem Model thì mô đồ tham chiếu chính là chi tiết luôn. Khi bạn chọn cái chế độ này thì cái mô đồ nem này nó bị cái mô đồ nem bên đây là xíu này nó bị mờ đi, nó mờ đi đó, nghĩa là nó không dùng mô đồ tham chiếu mà nó dùng chính chi tiết luôn. Chỉ khi bạn thay đổi kích thước của chi tiết thì sau khi áp dụng cái hệ số corrupt á, sau khi bạn chọn hệ số corrupt vô á, thì cái kích thước chi tiết thật của bạn sẽ thay đổi theo, nghĩa khi bạn thay đổi trong môi trường này thì cũng sẽ thay đổi đối với chi tiết thiệt của mình ngoài luôn, thay đổi đối với chi tiết mình đã thiết kế luôn. Còn đấy thì chọn ở dưới đây thì cái module này là cái này là giúp cho các bạn là cái module tham chiếu kế thừa tính chất của chi tiết. Thì khi chi tiết mình thay đổi tham chiếu thì nó sẽ thay đổi theo đây luôn, tức nghĩa mình chi tiết ở ngoài mình á mình thay đổi thì trong đây nó sẽ tự nó tự nó thay đổi theo, nó update theo. Nhưng mà module tham chiếu thay đổi thì chi tiết không thay đổi, tức nghĩa là bạn sẽ thay đổi chi tiết trong đây bạn thay đổi thì ở ngoài nó không thay đổi được chi tiết của bạn thiết kế. Bạn thấy đó với tùy chọn ở dưới đây với tùy chọn mạc ở trên đây thì nó gần như giống nhau, nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái tùy chọn mạc ở trên đây á là nó chỉ copy cái hình học và cái lớp của chi tiết thôi chứ nó không kế thừa dữ liệu, nghĩa là lúc ở đây nó không có hiện lên đây, nó hiện cái tên thôi. Còn bên đây cả hai này thì đều cho phép các bạn là chi tiết trong đây bạn có quyền mình sửa đổi, nhưng mà chi tiết mình đã thiết kế thì nó không thay đổi. Còn hàng chính giữa này thì mình có thể là thay đổi ở cả hai môi trường thì nó tự nó update cho nhau. Ở đây bây giờ mình sử dụng chế độ là mạc bay ra, đây các bạn đặt thử ra, mình lấy ok. Thì lúc này nó hiện lên cái phần là mình bài trí chi tiết tham chiếu. Giờ mình bài trí chi tiết tham chiếu thì khi các bạn đưa chi tiết vào môi trường tách khuôn thì chọn local reference này nó xuất hiện cái module layout này cho phép chúng ta bài trí sắp xếp chi tiết phù hợp với yêu cầu của việc tách khuôn. Ví dụ như cho ta bốn lựa chọn này: single, rectangle, circular và variable. Thì đối với thì chọn single, thấy chưa, là single là chỉ có một chi tiết thôi. Nếu các bạn xem thì click vào review này, tức là cái dễ đưa này nó đưa vào cho bạn là có một chi tiết thôi. Rồi thế thì chọn về single, thì chọn về rectangle là cho phép các bạn là mình bài trí chi tiết hay bốn chữ chi tiết á đưa sắp xếp nó dạng hình chữ nhật, có thể với kết hợp với cái phần orientation bên đây. Giờ các bạn sắp xếp theo phương x, phương y, được không, sắp xếp theo phương x hoặc phương y nữa. Rồi cái đây ví dụ như đây là số lượng cavity, được chưa, phương theo phương x là bao nhiêu, ví dụ về hai thì theo phương x nó sẽ sắp là hai chi tiết, theo phương y nó sắp là hai chi tiết, được chưa. Và cái array mà nó dưới đây là tiếng là khoảng cách giữa các chi tiết theo phương x và khoảng cách giữa các chi tiết theo phương y. Ví dụ đây mình cho 2 với 2, thế ví dụ đây mình cho 20, cho 200 đi, cho 100, đây mình cho 200, theo phương x 2 chi tiết, theo phương y 3 chi tiết đi. Rồi thế giờ mình đã cho đây là 300, mình có thể cho là 200 cũng được, review các bạn xem thử. Đấy thì lúc này nó sẽ bố trí cho các bạn chi tiết kiểu này. Thì đây là cách bài trí theo kiểu rectangle, nó nghĩa là sắp những cái này trong cái dạng như hình chữ nhật cho. Và đây là khoảng cách số lượng của phương x này, đây là số lượng theo phương x. Thì các bạn giờ cái trục tọa độ nó có phương x chỉ theo này, thì này nó sắp theo phương x này, còn phương y là phương dọc này,
Bây giờ là có 3 chi tiết. Rồi đây là khoảng cách giữa phương yếm này, hai chi tiết này cách nhau một đoạn bao nhiêu. Bây giờ còn khoảng cách giữa phương y, nghĩa là hai chi tiết này sẽ cách nhau một đoạn là bao nhiêu, chi tiết này cách chi tiết này một đoạn là bao nhiêu. Thì các bạn click review để các bạn xem thử. Còn đối với tỉ trọng Swiveller, nó sẽ sắp theo hình tròn. Ví dụ này là số lượng cũng giống kia thôi, số lượng được chưa? Thì số lượng ví dụ mình nhập 4, thì chưa nhập 4, thì cái này đó hỏi bạn là cái bán kính, tức nghĩa là cái vùng mà chứa chi tiết này là bao nhiêu. Ví dụ mình cho là 300, mình review mình coi thử. Thì lúc này bốn chi tiết này nó sắp xếp thành một cái dạng là tâm là ở đây, được chưa, hình tròn quay đây, và bốn chi tiết này sắp xếp, ví dụ như bạn làm nhiều lên thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. 6 chi tiết này review thấy thì nó vẫn nằm trong đây, ví dụ 8 chi tiết à, các bạn review thì đó, nó sắp xếp theo cái dạng hình tròn. Và ở đây ví dụ radian radial ha, các bạn có thể là bắt đạt cái góc bao nhiêu đó và kết thúc ở góc này. Ví dụ mình chọn đây là đang sắp theo góc, mỗi góc là 45 này, thì giờ không độ này, bắt đầu là không độ này, 45 độ này, 90 độ, tức nghĩa là hai này sẽ cách nhau 45 độ này. Các bạn thấy là đi ví dụ đặt 30, các bạn review thế thì lúc này nó sắp sao đủ 8 chi tiết của bạn, mà nó mỗi hai thằng kế bên này thì nó sẽ cách nhau là 30 độ. Giờ còn các bạn muốn phân bố đều thì các bạn cứ nhập vào đây 45 độ thì nó phân bố đều ra cho bạn. Giờ, và mặc định của nó là nó phân bố đều ra cho bạn đó. Còn các bạn muốn thay đổi thì các bạn thay đổi hàng số này. Ví dụ các bạn cũng không muốn bắt đầu là không độ, cũng các bạn tạo chi tiết mới, ví dụ bắt đầu là 30 độ thì các bạn click vào đây, các bạn review coi thử. Đấy thì nó sẽ xoay chi tiết này lên, nãy chi tiết mình nằm đây giờ nó xoay lên đây rồi. Nhưng mà vẫn đảm bảo là hai chi tiết kế bên là 45 độ. Đối với tỉ trọng và đáy bộ dưới đây, cái cho các bạn sắp xếp tùy ý nha, cho các bạn sắp xếp tùy ý. Cái giúp ta linh hoạt trong cái việc bài trí bố trí chi tiết á, ta có thể thay đổi tùy ý khoảng cách giữa các phương này, góc định hướng của chi tiết. Ví dụ đây các bạn click vào đây này, đó. Các bạn click vào đây, các bạn thay đổi. Giờ này được, xoay này, xoay khi này. Các bạn có thể nhập nhập qua đây, các bạn kéo ra nó còn nhiều tùy chọn hơn nữa. Các bạn có thể đặt tùy ý. Ví dụ review các bạn coi thử. Đây do nãy nó trên nằm trên rồi ha. Các bạn có thể tùy ý các bạn thay đổi. Ví dụ đây mình cho thay đổi một cái chi tiết thử ha. Ví dụ chi tiết này mình xoay góc 45 độ. Nhập cho 45 độ đây. Bây giờ mình cho chi tiết này xoay 45 độ, mình chọn nó này. Đó, chọn nó xong mình click nó qua đây, nhập vô đây 45. Bây giờ mình enter. Thì lúc này ở đây góc này 45 độ này. Rồi cứ vậy mình bố trí tiếp chi tiết, ví dụ như chi tiết thứ hai, mình không thích nó nằm đây. Ví dụ mình cho nó khoảng 10 12 độ. Thế thì 12 nó quay được chưa? Cái chi tiết hai này nó xoay. Thì các bạn cho nó xoay cái góc xoay này, nó đang xoay này. Thì xoay nó lật theo. Các bạn lưu ý và khi các bạn chọn hình này. Đây, thì cái chi tiết này mình thấy không, chi tiết này cái này đây, đây các bạn có thể đảo này lại, nhiều mình cho này là 90, các bạn review, các bạn enter xong các bạn review. Đấy các bạn thấy hai chi tiết này bây giờ nó đổi nó xoay lại, xoay những thứ khác nhau. Nên nghĩa nó cho phép mình tùy tùy chọn. Tương tự các bạn có thể thay đổi, ví dụ là khoảng cách, về khoảng cách ví dụ chi tiết này nè, khoảng cách này muốn 300, nãy giờ tròn 300 thì chi tiết mình muốn là 500, thì các bạn enter, các bạn review, các bạn xem thử chỗ này nó đẩy chi tiết này ra sao. Cái nghĩa cho phép mình bố trí linh hoạt chi tiết. Và hai kiểu thông thường mình sử dụng đó là, một là kiểu single dành cho một chi tiết, hai là rectangle, và ba circular, bốn là variable. Thì đây là các cách mà mình sắp sắp chi tiết vào. Ví dụ như chi tiết mình đây thì tương đối lớn, thì có thể mình chọn chế độ là rectangle này cũng được ha, bốn tùy chọn này thì chọn nào bạn cũng chọn được hết, để mình bố trí lọc khuôn cho chi tiết thôi. Ví dụ ở đây khi mình chọn xong mình ok, ví dụ mình chọn single mình ok, thì sau khi các bạn nhận ok xong thì nó sẽ đưa chi tiết này vào cho bạn. Cho vào mặc định của nó sẽ có cái đuôi là ref, các bạn thấy có cái đuôi ref ở đây. Được chưa? Thấy có đuôi ref, đối với tùy chọn đầu tiên này nó có phần đuôi ref. Thì tương tự các bạn có thể làm cái thứ hai, ví dụ mình delete này. Mình đưa chi tiết vào với tùy chọn là sample, local cũng là local. Bây giờ mình open cái này lên. Rồi, ở đây thì chọn xem model và cái in hết thì các bạn coi không? Ok. Nó cũng có tùy chọn đó luôn. Thì bên đây các bạn thấy cái này nó có cái đuôi ở đây, nó khác với cái đuôi nãy và nó hiện thị được các dòng lệnh. Còn đối với tùy chọn local này nó không có các dòng lệnh, không có hiển thị cái lệnh mà mình lúc mà mình thiết kế chi tiết. Thì đây là cái điểm khác biệt giữa hai cái phần, trong cái phần local này thì nó có hai cái phần khác biệt đó. Rồi, giả sử mình đưa chi tiết vào bằng chế độ này, cho mình có bài này lên, mình chọn chế độ này rồi ok. Ok, các bạn thấy khi mình đưa cái này ra, nó chỉ có một dòng duy nhất này thôi.
chứ nó không có cái phần câu lệnh nữa, tức nghĩa là bạn thay đổi trong môi trường này thì nó không ảnh hưởng gì tới chi tiết bên ngoài hết. Và cái tiền chọn bên dưới đó nó nãy nó cũng vậy, nó không ảnh hưởng, nhưng mà các bạn có thể chỉnh sửa lại được. Rồi các bạn hãy nhìn thấy được cái những câu lệnh và các bạn hiệu chỉnh lại được, còn này nó không có bằng câu lệnh cho nên bạn không biết cái đường khó, bạn khó hiệu chỉnh lại. Rồi đối với tiền chọn lớp thứ hai là cái tiền chọn assemble, nghĩa là bạn đưa nó vào bằng lớp thôi. Tiền chọn thứ ba là bạn vẽ trực tiếp. Thì sau khi bạn đưa chi tiết vào đây rồi thì các bạn thiết lập phôi cho nó. À, tức là mình tạo cái dòng khuôn bên ngoài á, tạo cái khuôn ban đầu. Thì các bạn tạo phôi ba cách, các bạn automatic, nghĩa là tạo phôi tự động. Những click vào đây nó có cái phần khuôn bao cho bạn luôn. Đó. Thì lúc đây mình chỉ việc là sao chọn loại, ví dụ loại nó hay là cái hình gì đó thì mình chọn, nó sẽ theo cái chi tiết mà nó bố trí. Rồi ở đây kích thước của chi tiết vì đơn vị chi tiết các bạn hãy cho vào. À. Rồi. Thì đối với tiền chọn thứ hai là xem cái nghiệm bạn có một cái phôi rồi, bây giờ bạn đưa nó vào thôi. À, bạn có một cái phôi 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 trống rồi, bạn đưa nó vào, bạn lắp. Rồi đối với tiền chọn thứ ba, cái này là bạn tạo trực tiếp trong đây luôn, nó giống như cái phần manufacturing của bạn vậy á. Ở video trước mình có giới thiệu về phần này, nghĩa cho phép các bạn tạo trực tiếp phôi. Thì các bạn đây bạn đặt đặt tên phôi, xong bạn đặt tên xong bạn vẽ, ví dụ đây là ok này, đó mình chọn vị. Ví dụ ở đây nó có bốn tiền chọn, các bạn lưu ý á, dù empty đó, thường mình chọn empty hoặc copy ROM thì ví dụ mình chọn cái đơn vị nữa, chọn đơn vị thường mình chọn empty, ví dụ mình chọn empty ok. Thì lúc này nó, mình sẽ vẽ thiết kế, vẽ lại những cái khung đó theo read copy này và đặt tên ok. Sau các bạn chọn ví dụ này hoặc là local default này cũng được, read picture này cũng được, thì read picture thì lúc này vẽ trực tiếp cái chi tiết lên đây, dùng chế độ read picture các bạn có thể vẽ. Bây giờ mình muốn vẽ một cái phôi tự lấy này nè, đó mình chọn màu đáy, mình chọn extrude, mình vẽ bình thường. Rồi bây giờ ở đây mình chọn thêm hai cái đường reference, mình upload lại này, mình đưa vào đây vẽ chụp phôi. Và phôi này nó phải, kích thước phôi này nó phải lớn hơn kích thước chi tiết mình, và nó thực chất nó cũng có những cái khi bạn thấy khuôn á thì nó sẽ có những cái chuẩn về kích thước chiều dài thế này. Tương tự các bạn cũng có thể làm option ở đây like, đây mình tạo đại chưa thấy ok. Thì ở đây nó cũng có phần phôi bao chưa, khi các bạn tạo đây nó có phần phôi bao đây rồi đấy, thì bạn áp tiệp nó lên thì lúc này bạn thấy cái phần khôi bao này. Hoặc cái khác đơn giản hơn thì bạn có thể là tạo khôi tự động. À, các bạn có thể tạo khôi tự động. Thì để tạo khôi tự động các bạn làm như sao đây ha. Các bạn đi vào đây, các bạn chọn Automatic Copy. Đó. Thì các bạn click vào Reference Model cho nó. Thấy chưa? Lúc này nó đang lấy cái mặt chuẩn ở đây nè, các bạn dùm để nó sáng sáng chỗ này. Rồi. Các bạn tạo khôi tự động theo phương X, Y, Z và đây là kiểu. Thấy chưa? Kiểu. Thì đây là chế độ shape á, có ba cái unit này, chọn đơn vị cái thước này, offset nghĩa là tùy chỉnh kích thước lớn nhỏ của phôi theo các phương. Nếu mình chọn chế độ uniform offset chỗ này á thì giá trị điền vào sẽ được áp dụng cho cả ba phương X, Y, Z luôn. Tính từ góc tọa độ tính ra, ở đây các bạn thấy có trục biến cái giá này nó sáng trục tệ to lên này thì ra nó tính từ đó tính ra. Rồi ta có thể chọn riêng khoảng cách cho ba phương bằng cái này, X direction ở đây nha. Rồi thì đây là cái về tùy chọn về cái cách lắp tạo phôi modify function này, chọn một cái dự chuẩn nằm đây thì lúc này nó sẽ sáng lên, tức nghĩa là chọn các bạn một cái chuẩn ở đây thì lúc này các bạn sáng lên, các bạn tạo phôi, ví dụ nhập cái thước phôi vô với cái thước x y bao nhiêu ha, thì ra z cộng z trừ 8kbt 8 co thì nó sẽ tự tính cho bạn z tổng. Thế ví dụ trường hợp này mình cho là phương x là chi tiết này thì ví dụ mình cho là 500, phương y mình cho là đây, các bạn có thể coi hình đó. Nếu nó to quá các bạn chỉnh lại này, ví dụ 200 đấy, các bạn lấy xuống đây đấy, đây là cái khuôn yết dụ 150 rồi, khuôn yết của các bạn là 200 đấy, thì các bạn sẽ được hai cái lọc khuôn kiểu này. Rồi bây giờ tới khuôn trên khuôn dưới, giữa cái thước trên cái thước dưới này, cái này cái mặt phân chính giữa của nó này, các bạn chọn ví dụ tấm trên cao là 50 thì cái phần này nó cao 50, phần dưới này nó cao là ví dụ 20. Bạn thấy nó kéo xuống đây 20 Thì đây là cái phần tấm trên tấm dưới, để dùng cho 30 thì nó hiểu là cái tấm cavity á, là tấm trên nó sẽ nằm ở cái hướng của bone direction, có nghĩa nằm ở hướng kéo khuôn này. Xong rồi các bạn review, các bạn coi trước đấy, xong để ok thì các bạn ok đi, thì mình đã tạo cho nó cái khuôn ban đầu, cái phôi ban đầu cho nó rồi. Tương tự các bạn có thể làm hai cái dưới đây, mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Rồi sau đó các bạn tạo cái hệ số corrupt cho nó, chưa? Mình tạo hệ số corrupt cho nó.
Sau khi các bạn tạo hệ số group thì các bạn lưu ý. Ví dụ như các bạn ở đây mình giới thiệu thêm cho các bạn cái này nữa. Ví dụ copy các bạn dùng read copy này, lúc nãy mình có làm nhưng mà chưa giới thiệu rõ. Các bạn có thể tạo cái copy. Và các bạn có thể tạo cái copy theo kiểu này. Copy bằng cách mình vẽ vào, này mình có sẵn mình lắp vào thôi, được chưa? Mình có sẵn mình lắp vào. Đây read copy. Thì đối với read copy này á, về cái phần về phần xem này thì các bạn có thể xem lại cái video Manu của Chiri, mình có hướng dẫn về cách mà mình có một cái form mẫu mình đưa vào mình lắp vào chi tiết này ha. Rồi còn đối với cái tùy chọn bên dưới này, read copy mình tạo thì trước tiên các bạn tạo là tạo dạng khối thì cứ nghĩa là bạc solid, xong các bạn đặt tên đây, ví dụ bạn đặt là void để các bạn ok. Thì khi bạn ok các bạn ở đây có bốn cái tùy chọn này, bốn tùy chọn thì bốn tùy chọn ví dụ copy remitted cho phép các bạn là tạo void từ một cái void khác có sẵn rồi, tức nghĩa là mình cũng tạo một cái có sẵn rồi thì mình chọn ở đây để mình copy nó vô. Tùy chọn thứ hai là local cho phép các bạn là tạo void ứng với các mặt hay là các vị trí mặc định, ví dụ như tree land hay hay seed, hiểu chưa? Nghĩa là những vị trí mặc định. Khi mình chọn này thì mình phải nè, có tree land này, hay seed hay align. Thì đây là những cái vị trí mặc định. Còn đối với empty thì empty đây cho phép là tạo void trống, void không có xuất hiện. Khi nó tạo void không có xuất hiện. Rồi, tới ví dụ thứ tư đây á, cho phép các bạn là read feature, cho phép các bạn tạo void bằng cách dùng các feature như các lệnh, nói chung là các lệnh vẽ vạc, ví dụ extrude hay reborn á, thì cái này mình cũng thường sử dụng. Ví dụ mình chọn chế độ là nãy mình chọn ra cái read feature rồi, bây giờ mình chọn theo kiểu local cho các bạn xem thử. Sau đó các bạn chọn tree land là ba mặt phẳng này, để mình tạo void lấy hai mặt phẳng làm chuẩn, được chưa? Ví dụ đây mình click, chưa click mình ok thử đây, mình ok thử. Khi các bạn tạo void theo kiểu này thì nó đây, sau khi các bạn chọn cái tùy chọn ví dụ tree land thì các bạn ok. Ok thì các bạn bắt ba cái land ở đây, các bạn tạo ví dụ tạo là monrai, monrai hay là monrun, thì lúc này nó sẽ tạo ra được cái void của bạn có cái tên đó. Thì cái void này các bạn không thấy chưa? Rồi thì đối với tùy chọn này thì thông thường mình không có sử dụng cái này chưa? Thông thường mình không có sử dụng thì mình sẽ sử dụng theo cái kia. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi, mình tạo theo cách tạo phôi theo kiểu là ví dụ ở đây nó bắt các bạn vẽ trước này thì các bạn đưa vào đây các bạn vẽ, ví dụ mà vẽ chọn mặt phẳng các bạn vẽ thì nó cũng tương tự với cái kia thôi, các bạn có thể vẽ. Và lúc này các bạn quay vào đây các bạn vẽ là cái phôi chỗ này, giờ các bạn close lại đi, các bạn vẽ ví dụ vẽ rectangle này đấy thì các bạn vẽ ra đấy, thì lúc này nó mới tạo ra được cho bạn cái phôi theo cái hướng của này. Tương tự các bạn cũng làm vậy, ví dụ option mặt line giờ các bạn vẽ theo hướng bên đây nữa thì ok. Thì lúc này các bạn tạo được cái phôi bao với cái tên là mình đặt ở đây. Thì đây là ba cách tạo phôi các bạn, tùy cách mình làm mình có thể là chọn theo cái nào cũng được, read copy cũng được nha. Và thông thường cái thông thường dễ làm nhất thì là các bạn cứ tạo phôi theo kiểu tự động này, giờ tạo phôi theo kiểu tự động này và tôi mới tiện vô mà đưa phôi vào, còn các bạn có phôi ngoài rồi thì các bạn đưa vào cũng được. Thì đó trong ba tùy chọn này thì chọn nào các bạn sử dụng cũng được và cũng thường được sử dụng nhiều hết. Rồi giả sử mình tạo phôi xong, các bạn tạo phôi xong các bạn nhập hệ số group vào xin sai, thì tùy vào những chi tiết và tùy vào vật liệu thì nó sẽ có những cái hệ số group khác nhau. Và các bạn chọn đây cái chọn đây, các bạn tích vào cái mon đây, chụp cái công bằng ok đây. Thì sau đó nó sẽ lấy từ ngay cái vị trí này nè, nó tính ra hết cho các bạn. Mình nhập hệ số group ví dụ loại nhựa này là 0.0 0.005 bạn enter, thì lúc này các bạn sẽ thấy chi tiết các bạn nó phình ra này đấy, các bạn thấy nó nhích ra nó phình ra. Rồi bây giờ mình làm lại thử xin sai, đây mình nhập là 0.005 thì đối với tùy chọn đầu tiên đây á thì các bạn lưu ý nãy mình có video một mình có giới thiệu rồi video số 1 thì mình có giới thiệu rồi. Để chọn theo có hai kiểu là chọn theo tỷ lệ hoặc là mình chọn theo kích thước dimension, thì tùy vào loại nhựa thì mình sẽ áp dụng cái hệ số group khác nhau. Ví dụ ở đây là dùng tùy chọn bên đây là dùng khi kích thước lòng khuôn là cái lòng khuôn mà mình sắp tạo á tăng thêm một cái lượng là s so với chi tiết tham chiếu, nghĩa là mình làm cho nó to lên. Còn đây là mình dùng cho cái kiểu là chi tiết đạt được khi con rút là phải nhỏ hơn kích thước khuôn một lượng là s ha. Thì đây ví dụ mình cho kích thước lòng khuôn á tăng lên một lượng là s so với chi tiết tham chiếu. Thì đây tùy chọn này là mặc định, mình có thể click qua chọn cái bên. Các bạn hai cái thì chọn, bạn chọn tùy chọn nào cũng được, nhưng tùy vào cách tính toán của mình nữa. Ví dụ như hệ số group của nhựa PVC thì bằng 0.005, hệ số group của nhựa PVC thì 0.05.
Nếu theo công thức 1 cộng s này thì cái thước khuôn nó sẽ lớn hơn là 1.005 lần. Yeah. Còn theo công thức bên đây á thì còn theo công thức bên đây thì mình có cái gì bạn có thể tính ra, ví dụ lấy 1 trừ 0.005 đó thì mình tính ra được. Rồi, thì cái này các bạn phải tính trước. Cứ giờ bên đây mình chọn theo chế độ bên đây cho 1 cộng thì nó tăng to lên. Rồi, các bạn sau khi các bạn chọn xong á, các bạn lưu ý bạn phải chọn góc ở đây nữa nha. Chọn góc để nó làm chuẩn nó tính. À, giùm chi tiết mình lên. Thì các bạn ra chỗ đây rồi. Ok. Cái này bạn thấy nó sẽ kích thước cái hình nó sẽ to lên nè. Đấy, nó nở to hình này lên. Chưa? Thì đây là mình nhập theo cái hệ số sinh sai đây. Và các bạn scale, còn này nó đang theo cái thước, các bạn có thể tạo theo kiểu là chọn cái thước nha. Ví dụ như mình kiểm tra được cái thước này, scale option. Lúc nãy là mình nhập hệ số theo cái tỷ lệ, còn nếu mình nhập hệ số theo dimension thì nghĩa theo cái thước thì tương tự nó cũng có hai chế độ mặc định đây. Tuy nhiên đây nó hỗ trợ các bạn ba cái biểu tượng đây. Yeah. Thì biểu tượng thứ nhất đây là mình cho phép mình chọn cái thước để đưa vào cái bảng này. À, chọn cái thước. Cái biểu tượng thứ hai này là cho phép tất cả các thước của cái feature được đưa vào bảng hết, nghĩa tất cả thước này đưa vào bảng hết. Cái chỉ chọn thứ ba này cho phép chuyển đổi giữa các giá trị số và hiệu chỉnh kích thước. Và ví dụ mình mặc định cái hệ thống nó sẽ chọn theo kiểu là on dimension. Yeah. Và các bạn nhập hệ số corrupt của nhựa vào ratio, ví dụ đây nè, các bạn nhập vào 0.005, các bạn enter. Thì lúc này cái nút clear này nó mới có hiệu lực. Lúc này là bạn thấy cái nút này nó mới sáng lên. Được chưa? Rồi, bạn chọn clear. Đấy, thì bạn chọn clear nó hỏi bạn này, cái thước đây, hệ số đây. Được chưa? Thì kích thước sẽ xuất hiện trên chi tiết nếu mình chọn theo kiểu này. Được, nếu mình chọn theo cái này mình clear. Thì cái thước nó sẽ xuất hiện trên chi tiết. Rồi mình chọn một cái kích thước dài trên chi tiết, kích thước này sẽ xuất hiện trong cột dimension. À, trong cái kích thước dài này, trong sao xem ví dụ mình lấy cái này cái. Dạ. Yeah. Rồi, nếu hệ số có rút nhựa từ cái tự động xuất hiện trong cột ratio, còn cái thước cuối cùng thì xuất hiện trong cột final value. Đấy, ví dụ đây mình chọn thì có ba thì chọn, các bạn hãy chọn chuyển qua chuyển lại đây. Dạ. Yeah. Thế nếu mình chỉ chọn ở đây thì các bạn chọn gì? À, cái giá trị số nó sẽ chuyển thành ký hiệu, còn kích thước thì nó xuất hiện trong một đơn bên cạnh có dấu trừ. À, sau khi các bạn nhận xong thì nó mới có chưa, ví dụ nó mới có này, giờ mình lấy qua đây, hiệu dimension này mình clear nó đi đấy, giờ mình chọn nha, giờ mình chọn xong mình select all được này đấy, mình đặt lúc này nó sẽ tính tất cả những cái gì thứ này là nó scale lên cho bạn, tức nghĩa nó tăng cái hệ số corrupt lên để cho nó tính hệ số corrupt lên cho bạn. Rồi thì thông thường mình sẽ áp dụng hệ số corrupt theo cái kiểu là tỷ lệ nha. Các bạn cũng có thể sử dụng những kiểu bên đây cũng được. Đấy thì nó làm tương tự. Sau khi các bạn nhập xong hệ số corrupt thì cái việc tiếp theo các bạn làm đó là các bạn phải dùng các bạn tạo đường sinh cover sai hao cơ, tức nghĩa là cái đường đường bóng á. Các bạn có thể tạo những cái đường bóng ở đây nha, mình tạo đường bóng. Thì cái việc tạo đường bóng này các bạn có thể là không cần tạo cũng được, ví dụ khi mình click vào cái sổ này tạo đây, ở đây nó có cái phần ở đây để mình nêm nêm, đây là tên của đường bóng, ví dụ là mình đặt tên vô. Yeah. Hai là space rib, đây là cái biểu tượng về các mặt tham chiếu trên chi tiết, thường hệ thống nó chọn tất cả ha, hệ thống nó chọn tất cả. Còn đối với direction đây là diễn tả về cái hướng hướng chiếu ánh sáng, thì hướng chiếu ánh sáng mặc định là sẽ ngược ngược cái hướng thấu khuôn, những hướng thấu khuôn đây thì hướng chiếu ánh sáng nó sẽ ngược xuống. Rồi ta còn có thể chỉ ra một cái hướng khác ha, chỉ ra một cái hướng khác. Rồi tới slide, ở dưới đây có phần slide. Slide thì cho phép các bạn là lỗi mặt bên, nếu có cái lỗi các bạn, chứ không phải là lỗi. Cái lỗi này giống như cái chốt mình bỏ đây này ha, lỗi là ruột, thì tùy dạo này là vô hiệu nếu không có lỗi mặt bên. Chỉ như đi tiếng này nó có những cái lỗi nó đâm xuyên qua thì là nó mới có hiệu lực. Rồi với tùy chọn dưới là gáp, tùy chọn gáp dưới đây thì cho phép là đóng kín cái hở lại. Nếu có đường bóng thì tùy chọn này thường bị đường bóng bị đứt á, xa rời nhau thì mình sẽ dùng tùy chọn này. Được chưa? Hoặc là nếu không thì hệ thống sẽ chỉ ra cái chỗ hở để mình xử lý. Rồi, cái thứ này nó có tùy chọn là lớp selection. Lớp selection này cho phép các bạn là xử lý các contour kính. Tùy chọn này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo mặt con khuôn á, cái việc kiểm tra cái chi tiết này nó có kính hay chưa. Yeah. Thì khi các bạn chọn, ví dụ mình chọn tùy chọn này nè, lớp này. Yeah. Rồi mình tiến vào review, hay là bạn tiếp vào define bạn coi trước cũng được. Thế giờ bạn define bạn chỉnh sửa lại.
Ví dụ lớp selection này, đó còn liquid define. Cái đó này nó hiện ra cái phần là lớp và chain. Cái lớp là gì? Liệt kê cho các bạn, ví dụ như bốn lớp đây, đây là những cái đường lớp của nó. Nó kiểm tra cho các bạn đây cái đường lớp. Rồi ví dụ bên chain, chain thì nó sẽ có single đấy, nó hiển thị những cái đường chain ra cho bạn. Thì tất cả đều được cái lớp, thì ta hãy chọn một lớp và cho thấy lớp này nổi bật lên màn hình. Nếu bạn chọn is lớp thì cái lớp màu nó sẽ bị loại khỏi danh sách lớp trong cái đường bóng. Ví dụ cái lớp này chọn một cái, mình đi lớp a hay là mình lớp từ review mình coi trước, cho thấy không? Thì cái việc này nó quan trọng trong cái việc tạo cái đường mặt phân khu á tự động. Thì cái này dùng trong tạo phân khu tự động thì các bạn sẽ thấy cái chế độ này nhiều hơn. Còn khi mình tạo bằng tay thì có thể mình không bật cái này lên cũng được. Nhưng mà nó cái chế độ sinh cơ này thì nó rất là hay. Thì Visual hỗ trợ cho các bạn những cái lệnh này rất là hay. Ví dụ các bạn ok. Đó, các bạn ok. Ví dụ ra này sau này các bạn sẽ thấy cái đường sinh cơ ở đây. Ví dụ mình tạo một con khuôn đi theo cái đường biên dạng này, mình dùng script mình chạy theo đường biên dạng này thì nó rất là hay. Rồi. Là về lệnh sinh cơ. Sinh cơ. Rồi, các bạn tin này, đây là cách mình tạo mặt phân khuôn này. Ví dụ đây vào đây, mình click vào đây mình tạo mặt phân khuôn. Ở đây nó sẽ có các lệnh giúp các bạn tạo một con khuôn. Về phần tạo một con khuôn thì tùy vào chi tiết nó sẽ có tạo khác nhau. Ví dụ mình click vào đây nó tạo một con khuôn. Đấy. À, các đây các kiểu mà tạo một con khuôn thì ở từng bài nó sẽ có kiểu khác nhau, thì mình sẽ lấy ví dụ từng bài mình làm. Rồi, sau cái mod bên đây thì cho phép các bạn là cái video trước mình đã hướng dẫn rồi. Thì những cái bài chọn về sau đây thì có bài tập để mình hướng dẫn trực tiếp thì các bạn sẽ tiện và dễ theo dõi hơn. Hôm nay thì cái video này hướng dẫn các bạn là cách mình đưa chi tiết vào, nhập hệ số group và tạo được sinh cơ, cũng như hướng hướng bull direction cho các bạn. Để tạo hướng này các bạn có thể tạo để mặc định cho nó cũng được, và các bạn có thể ấn tắt nó đi. Rồi, ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và làm cụ thể hơn.